Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Việt News TV của chúng tôi. Bản tin thời sự của chúng tôi ngày hôm nay sẽ gửi đến quý vị bản tin cực nóng sau. Cuộc chiến trốn cung đình nóng lên khi con trai Nguyễn Phú Trọng bị ám sát và một thượng tướng bị đột quỵ vì bị thanh trừng. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, cuộc chiến trốn cung đình tranh giành quyền lực trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam như nóng lên sau sự kiện và thông tin thượng tướng Võ Trọng Hiệp, người được cho là tay chân bộ hạ của Thủ tướng Phạm Minh Chính bị đột quỵ, cũng như việc con trai của ông Nguyễn Phú Trọng là Nguyễn Phú Trường bị ám sát ngay trong lòng thành phố Hà Nội. Và đây cũng là những thông tin chấn động mà chúng tôi muốn cung cấp cho quý vị trong chương trình thời sự hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Kính thưa quý vị, chính trường và dư luận Việt Nam tiếp tục dậy sóng khi mấy ngày qua, thông tin về sự cố trên được lan truyền rộng rãi, cho thấy mức độ khắc nghiệt và tàn khốc trong cuộc tranh giành quyền lực diễn ra ghê gớm đến mức nào. Mục tiêu lần này nhắm vào con của Nguyễn Phú Trọng là Nguyễn Phú Trường, cũng như thế lực ủng hộ Thủ tướng Phạm Minh Chính. Theo các thông tin từ sát thủ thoát được trong vụ mưu sát đã kể lại với hãng tin Reuters, khi Hồ Huy Trung hạ lệnh bắn, anh ta chắc rằng bản thân mình cũng có thể chết, bởi vụ ám sát không phải diễn ra ở một nơi hoang vắng, để các tay súng dễ dàng tẩu thoát sau khi hành sự. Vậy mà Trung vẫn sống, và lần đầu tiên công khai vụ việc cách đây một tuần đã khiến con trai của Nguyễn Phú Trọng chết hụt, cũng theo lời anh ta. Chúng tôi chỉ có 1% cơ hội sống sót trở về. Chế độ bảo đảm an ninh nghiêm ngặt khiến nhiệm vụ dường như bất khả thi. Nhưng sau nhiều tháng lên kế hoạch kỹ lưỡng, một đội ám sát gồm 4 người lấy từ các nhóm thế lực chống Nguyễn đã quyết định hành động. Khi Nguyễn Phú Trường lái chiếc xe Camry hạng sang trên một con phố đông đúc ở trung tâm Hà Nội vào buổi chiều tà ngày 10 tháng 6 vừa qua, hai tay súng thực hiện mệnh lệnh của Trung bằng một tràng AK. "Chúng tôi đã chắc giết chết Trường rồi", anh ta kể. "Chúng tôi bắn khoảng 50 viên về phía chiếc xe. Nguyễn Phú Trường được cho là trúng 17 phát và thoát chết. Anh ta bị thương nặng ở chân nhưng không chết." Vụ tấn công nhằm vào con của một lãnh đạo cấp cao là một thông điệp quan trọng. Chúng tôi muốn chứng tỏ rằng các thế lực phản kháng có thể đạt được bất kỳ mục tiêu nào, bất cứ lúc nào, Hồ Đức Trung nói. Bề ngoài của Trung không có gì giống một chiến binh hay sát thủ. Dáng vẻ trí thức, cái nhìn thẳng thắn xuyên qua cặp kính trắng, trông anh giống một thầy giáo hơn là sát thủ. Được biết sau khi được điều đến Hà Nội thực hiện các phi vụ ở thủ đô, phải mất một thời gian dài Trung mới biết được rằng cứ chiều thứ năm hàng tuần, Trường thường dạo chơi ở trung tâm Hà Nội. Có lúc Trường đi cùng đoàn hộ tống, có lúc đi một mình, thường bắt đầu lượn lờ từ 7 giờ tối. Đó quả là cơ hội vàng, Trung nhận xét. Hai tháng liền kế đó, chiều tối thứ năm nào Trường cũng đi lòng vòng ở quận Liên Chiểu để nhìn những gì có thể thấy. Vừa quan sát vừa bắt quen với những người bán hàng rong, Trung biết được người nào trên phố là chỉ điểm của chính quyền, người nào là nhân viên an ninh thật. Tòa nhà nào có các công sở và an ninh mật. Tôi không nói với ai kế hoạch của mình cho tới khi tôi chắc 100% là có thể thành công. Trung kể, tôi phải tính đến mọi chi tiết nhỏ để có thể thuyết phục lãnh đạo của nhóm. Cuối cùng anh ta được phép hành động. Bước tiếp theo là tìm cho được 3 tay súng nữa, thuê nhà ở Hà Nội, mua một chiếc ô tô, súng và lựu đạn. Thuyết phục 3 người kia tham gia, theo anh là điều dễ dàng dù họ đều biết tấn công Nguyễn Phú Trường đồng nghĩa với cái chết cho bản thân. Theo kế hoạch, một người có bí danh Ó Đêm sẽ lái xe. Trung có nhiệm vụ che chắn hai tay súng. Những người này có trách nhiệm nghe lệnh và nã đạn. Đến ngày đã định, 7 giờ tối, 4 chàng trai ngồi ăn kem trong một hiệu nổi tiếng nhất quận Liên Chiểu. Mắt lùng tìm mục tiêu. Nửa giờ trôi qua lại nửa giờ nữa, không thấy Trường đâu cả. Đợi thêm một chút, những kẻ âm mưu ám sát ra về trong tâm trạng yếu xìu. Thứ năm tuần sau đó, mọi việc lặp lại. Tuần sau nữa vẫn thế, rồi lại một tuần nữa. Tương tự hỏi có phải kế hoạch đã bại lộ, nhưng sao không có ai đến bắt họ. Cuối cùng anh ta tự trấn an rằng có lẽ Trường đang bận rộn với một nhiệm vụ nào đó. Sau 5 tuần chờ đợi bồn chồn, những người chủ mưu ra lệnh hủy bỏ kế hoạch. Với thời gian dài như vậy, kế hoạch có nguy cơ bại lộ, nhưng Trung xin thêm một cơ hội nữa và được chấp nhận. Niềm mong ước của anh ta cũng đến. Hơn 7 giờ tối thứ năm tuần sau đó, Trung phát hiện một chiếc xe lạ.
chỉ có thể là của Trường đang tiến về phía mình dưới ánh đèn đường. Trường lúc này không có xe nào hộ tống, anh ta có vô số nhân viên an ninh trên đường phố. Tôi nghĩ hắn tưởng mình an toàn, Trường nói. Một thành viên vươn người vào trong xe, lôi ra chiếc túi du lịch đựng hai khẩu AK-47, hai băng đạn dự trữ và 6 quả lựu đạn. Anh ta nhảy lên xe, lái nó đi một đoạn và ẩn vào chỗ tối. Trung, ta cầm một khẩu súng ngắn, đi cùng hai tay súng tới một điểm đã định sẵn. Khi Trường từ từ tới gần, nhóm người sửng sốt thấy con trai của Nguyễn Phú Trọng chỉ đi một mình. Hai sát thủ lôi súng ra, kéo cò từ khoảng cách chỉ vài mét. Kính chắn gió và cửa sổ chiếc xe tan tành, Trường đã sụp về bên phải. Hai tay súng xả hết đạn, vứt súng xuống và chạy ra chỗ chiếc xe để tẩu thoát. Trung bám theo, ba người lao vào trong xe, rồ máy và mất dạng. Tất cả chỉ diễn ra trong vài phút, không ai bắn theo, không ai đuổi theo họ. Đầy hân hoan, nhóm ám sát trở về nhà và ngủ một giấc. Sáng hôm sau, họ bắt xe khách tới một địa điểm gần căn cứ của phong trào. Đêm đó cả bốn đã an toàn ở mật khu. Chưa bao giờ chúng tôi nghĩ nó lại dễ thế, Trung nói và mỉm cười. Chúng tôi cứ tưởng thế nào cũng chết. Những ngày tiếp đó, họ nghe các đài phát thanh bên ngoài nói về một âm mưu đảo chính không thành. Nhưng cuối cùng thì an ninh Việt Nam biết, một thành viên bị bắt đã công khai tên của ba người còn lại. Chỉ có Trung, duy nhất là thành viên còn lại đã trốn ra được nước ngoài. Cơ quan điều tra đang tiến trình điều tra vụ việc để tìm hiểu xem ai là kẻ chủ mưu thật sự đứng đằng sau. Trong một diễn biến liên quan khác, vào chiều ngày 16 tháng 6 vừa qua, Thượng tướng Võ Trọng Việt, chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, được cho là đã nhập viện tại Nghệ An do đột quỵ. Sau đó, ông được chuyển từ Nghệ An ra bệnh viện. Trưởng ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương xác nhận thông tin Thượng tướng Võ Trọng Việt, chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, bị đột quỵ, đang điều trị tại Hà Nội. Hiện các giáo sư, bác sĩ thuộc ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương và các y bác sĩ đang nỗ lực hết sức chăm sóc sức khỏe cho Thượng tướng. Một lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, ngày 17 tháng 6, Thượng tướng Võ Trọng Việt được chuyển từ Nghệ An ra bệnh viện để chăm sóc, điều trị đột quỵ. Thượng tướng Võ Trọng Việt, 65 tuổi, quê ở xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Ông là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam, Cuba. Dư luận cho rằng đây cũng là một kịch bản của một vụ thanh trừng thường gặp trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Mà nhân vật trên được biết là tay chân bộ hạ của Thủ tướng Phạm Minh Chính, người được cho là cũng có những biểu hiện chống đối với phe Tô Lâm và Nguyễn Phú Trọng thời gian gần đây. Thực hư các sự kiện trên như thế nào, chúng tôi sẽ kiểm chứng, theo dõi và cung cấp cho quý vị khi có được những cập nhật mới nhất. Thời lượng còn lại cũng trình thời sự là bản tin quốc tế. Kiev đã ném thỏa thuận hòa bình Nga và Ukraine vào sọt rác. Đây là lần đầu tiên Tổng thống Putin công bố các tài liệu về tiến trình đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine diễn ra vào tháng 3 năm ngoái. Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, Moskva và Kiev đã đồng ý về những điều khoản chung về đảm bảo tính trung lập và an ninh của Ukraine trong các cuộc đàm phán hòa bình vào tháng 3 năm 2022, nhưng Ukraine sau đó đột ngột hủy bỏ các thỏa thuận hai bên đã đạt được. Tài liệu trên được Tổng thống Nga công bố trong cuộc gặp với nhóm 7 nhà lãnh đạo châu Phi ở Peterburg vào ngày 17 tháng 6. Đây là lần đầu tiên ông Putin đưa ra các tài liệu dự thảo hòa bình đã được các phái viên Nga và Ukraine thảo luận ở Thổ Nhĩ Kỳ hơn một năm trước. Theo ông Putin, văn bản có tên Hiệp ước về trung lập vĩnh viễn và đảm bảo an ninh cho Ukraine đã được phái đoàn Ukraine ký kết. Tổng thống Nga Putin công khai một phần thảo luận hòa bình với Ukraine trong cuộc gặp với lãnh đạo các quốc gia châu Phi tại Peterburg ngày 17 tháng 6. Dự thảo này cho biết, Ukraine phải tôn trọng sự trung lập vĩnh viễn trong hiến pháp của mình. Nga, Mỹ, Anh, Trung Quốc và Pháp được đề cập như những quốc gia đứng ra đảm bảo hiệp ước này. Phần phụ lục của dự thảo được Tổng thống Putin đưa ra phát thảo các đề xuất của cả Nga và Ukraine về quy mô quân đội thường trực của Ukraine trong thời bình cũng như trang thiết bị của lực lượng này. Moskva đề xuất giới hạn quân số của quân đội Ukraine ở mức 85.000 binh sĩ
và lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine ở mức 15.000 binh sĩ. Trong khi đó, Kyiv đề xuất rằng lực lượng vũ trang của nước này cần tới 250.000 người. Moskva cũng đề xuất Ukraine chỉ nên duy trì 342 xe tăng, 1.029 xe bọc thép, 96 bệ phóng tên lửa đa năng, 50 máy bay chiến đấu và 52 máy bay quân sự. Trong khi đó, Kyiv đưa ra con số có 800 xe tăng, 2.400 xe bọc thép, 600 bệ phóng tên lửa đa năng, 74 máy bay chiến đấu và 86 máy bay quân sự. Các bên cũng trao đổi các đề xuất về hạn chế súng cối, vũ khí chống tăng và hệ thống tên lửa phòng không của Ukraine cùng các thiết bị khác. Các cuộc đàm phán đã đổ vỡ vào tháng 3 năm 2022, ngay sau khi các quan chức Ukraine cáo buộc quân đội Nga giết hại dân thường ở một số thành phố nhỏ xung quanh Kyiv. Cáo buộc được đưa ra ngay sau khi binh lính Nga rút khỏi các khu vực ở ngoại ô thủ đô Kyiv, điều mà Điện Kremlin vào thời điểm đó mô tả là một cử chỉ thân thiện. Về phía Nga, Moskva đã nhiều lần phủ nhận các cáo buộc của Kyiv. Phát biểu trước các lãnh đạo châu Phi, ông Putin nói với Ukraine phải chịu trách nhiệm về việc phá hoại các cuộc đàm phán. Sau khi chúng tôi rút quân khỏi Kyiv, như chúng tôi đã hứa, chính quyền Kyiv đã ném dự thảo hiệp ước vào sọt rác. Họ đã từ bỏ nó, ông Putin nói. Đâu có gì đảm bảo rằng họ sẽ không từ bỏ các thỏa thuận trong tương lai, Tổng thống Putin nói. Tuy nhiên, ngay cả trong những trường hợp như vậy, chúng tôi chưa bao giờ từ chối tiến hành đàm phán. Phái đoàn châu Phi bao gồm các tổng thống Nam Phi, Senegal và Zambia và thủ tướng Ai Cập đã đến Moskva sau cuộc gặp với tổng thống Ukraine tại Kyiv vào ngày 16 tháng 6. Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã trình bày một lộ trình gồm 9 điểm để chấm dứt chiến sự, kêu gọi cả hai bên xuống thang. Trong khi đó, ông Zelensky nhắc lại quan điểm của Kyiv rằng các cuộc đàm phán chỉ có thể bắt đầu sau khi Moskva rút khỏi bán đảo Crimea. Tổng thống Putin đáp lại rằng việc Nga sáp nhập các lãnh thổ mới tuân thủ đầy đủ luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc, đồng thời khẳng định Moskva có quyền can thiệp để bảo vệ người dân ở miền đông Ukraine. Ukraine đã từ bỏ tất cả các cuộc thảo luận về khả năng trung lập vào năm ngoái và chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO ngay sau đó. Trong một diễn biến tiếp theo, Tổng thống Mỹ Biden đưa ra tiêu chuẩn gia nhập NATO của Ukraine. Tổng thống Mỹ Joe Biden nói Kyiv phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của liên minh trước khi có thể gia nhập NATO. AGST dẫn lời Tổng thống Mỹ Joe Biden nói Ukraine sẽ không được đặt cách để được gia nhập liên minh quân sự NATO, Kyiv phải đáp ứng các tiêu chuẩn của liên minh giống như nhiều thành viên khác. Tuyên bố của Tổng thống Biden được đưa ra trong bối cảnh có các báo cáo về một kế hoạch rút ngắn quy trình cho phép Ukraine gia nhập liên minh do Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đề xuất. Họ phải đáp ứng các tiêu chuẩn giống như mọi thành viên. Chúng tôi sẽ không để quá trình gia nhập liên minh trở nên dễ dàng, ông Biden nói với các phóng viên trong cuộc họp báo ở Washington ngày 17 tháng 6. Trước đó, ngày 13 tháng 6, Tổng thống Biden cũng đã có cuộc hội đàm với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tại Nhà Trắng. Tại cuộc gặp, người đứng đầu NATO được cho là đã đưa ra kế hoạch đơn giản hóa quá trình gia nhập Ukraine, lập luận rằng Kyiv đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc trở thành thành viên. Theo kế hoạch của ông Stoltenberg, Ukraine sẽ không bắt buộc phải hoàn thành cái gọi là kế hoạch hành động dành cho thành viên, thường được áp đặt đối với các ứng viên, trong khi các thành viên Đông Âu khác của khối đã trải qua thủ tục này trước khi được kết nạp. Tuy nhiên, Phần Lan đã được bỏ qua quy trình này. Nhiều phương tiện truyền thông Mỹ trước đó cho biết, ông Biden dường như cởi mở với kế hoạch này của người đứng đầu NATO, thậm chí đã tạm thời ủng hộ nó. Các báo cáo khác với chủ đề này cho thấy Tổng thống Biden đã nghĩ đến một kế hoạch khác cho Ukraine. Theo tờ New York Times, chính quyền Mỹ sẽ miễn cưỡng cung cấp cho Ukraine tư cách thành viên NATO đầy đủ. Thay vào đó, thúc đẩy mô hình Israel, nghĩa là cam kết có thời hạn để duy trì dòng vũ khí phương Tây đến một quốc gia được chỉ định. Gia nhập NATO đã là một chủ đề được các chính trị gia Ukraine thân phương Tây theo đuổi trong nhiều thập kỷ, nhưng thực tế Kyiv chỉ đạt được rất ít bước tiến để có thể gia nhập liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu. Quá trình dường như đã tăng tốc nhanh hơn trong bối cảnh cuộc xung đột đang diễn ra giữa Nga và Ukraine. Trong một diễn biến liên quan, các nhóm tin tặc tuyên bố sẽ đánh cắp hệ thống ngân hàng châu Âu sau 48 giờ. Ba nhóm tin tặc Anonymous,
Sudana, Evic và Kines đe dọa tiến hành một cuộc tấn công mạng vào các ngân hàng châu Âu và hệ thống SWIFT. Trong một đoạn video đăng tải trên mạng Internet ngày 17 tháng 6, các nhóm này cho biết cuộc tấn công mạng này là hành động đáp trả việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine. Thủ lĩnh của Kines với biệt danh là Kimil xác nhận với hãng tin Lestar.ru rằng việc chuẩn bị cho cuộc tấn công mạng đang được tiến hành và hành động sẽ bắt đầu trong vòng 48 giờ. Các chuyên gia công nghệ thông tin cảnh báo rằng ngoài những cuộc tấn công trực tiếp vào các ngân hàng, tin tặc có khả năng nhắm mục tiêu vào hệ thống liên ngân hàng toàn cầu SWIFT.